Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ký tờ trình chính phủ xin chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở huyện đảo Phú Quốc với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ. Đây sẽ là thành phố biển đảo đầu tiên của cả nước. Huyện đảo Phú Quốc có diện tích 589,275 km², tương đương quốc đảo Singapore trước đây. Những năm qua đã trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí quốc gia và quốc tế. Thời gian gần đây, đảo Phú Quốc đã trở thành trung tâm tài chính, đầu mối giao thông vận tải và hàng không quốc tế. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, hiện có 304 dự án đăng ký đầu tư vào Phú Quốc, với nguồn vốn đầu tư đăng ký đạt 361.054 tỷ đồng. Trong số các dự án đầu tư trên địa bàn có 215 dự án phát triển du lịch, 23 dự án phát triển đô thị, 8 dự án nông nghiệp, 8 dự án dịch vụ công cộng và 8 dự án thuê môi trường rừng. Trong phương án vừa được trình lên chính phủ, tỉnh Kiên Giang dự kiến thành lập thành phố Phú Quốc gồm 8 phường và 1 xã trực thuộc.